Hà Nội và thấy anh em đã có mặt và chuẩn bị mà sẵn sàng để mà bấm máy cho chị Phương thì anh rất là vui. Và cái cảm xúc mà hồi xưa mà chị Phương đi tàu từ Hải Phòng lên đây bắt đầu nó tràn về, anh thích những cái hình ảnh này tại vì nó bảo vệ, nó bảo tồn được những cái giá trị văn hóa, cái điều đó. Và anh nghĩ là cái clip này nó rất cần cái điều đó. Từ lúc 3:30 anh ngồi đây cho tới giờ này là trong đầu anh như cái máy quay hình, quay lại hết những cái hình ảnh xung quanh môi trường của mình, điều kiện của mình nó không có như nước ngoài. Khi anh về đây thì anh càng thương những người làm phim ở Việt Nam nhiều hơn, nhưng mà luôn luôn vì nghệ thuật anh em luôn luôn đưa ra những cái sản phẩm mà không ai nghĩ là mình bị hạn hẹp mà mình lại làm được những cái sản phẩm như thế, cho nên luôn luôn rất cảm kích anh em và cảm ơn mọi người rất nhiều. Sống ở Việt Nam nhiều nhưng mà tất cả những cái quá trình làm việc và sinh hoạt văn nghệ khi được quay trở về trong nước, đặc biệt là Hà Nội, thì Phương luôn luôn có một cái sự chờ đợi và rất là hồ hởi và rất là mong chờ tất cả những cái dự án âm nhạc của mình. Cái bài hát này đã được Select Media chuẩn bị cái bối cảnh quay và cái câu chuyện trở về những cái năm 80. Phương nghĩ là cái thời điểm đó thì rất nhiều người đều thấy sẽ có họ trong ấy. Và cái này gọi là ai cũng có ngày xưa. Đúng rồi. Thì tôi cảm thấy là có thể nói là rất là nhiều kỷ niệm ùa về. Vì tôi vẫn nghĩ rằng khi mà tái hiện lại trong cái MV lần này những cái hình ảnh như này, bản thân mình xem mình rất xúc động. Thì nhiều năm sau nữa cá nhân mình cũng sẽ nghĩ rằng là đây là những cái điều mà đúng là thời gian qua đi, những cái giá trị của thời gian thật sự là rất là đáng quý. Những cái năm tháng mà Phương 14, 15 tuổi thì hầu như cứ mỗi tuần là Phương đều ở đây đi lên tàu và về quê hương 5 tiếng để về tới Hải Phòng, rồi ngày hôm sau thì lại một đoàn tàu ngược từ Hải Phòng lên đây. Thì Phương, đối với Phương đây là một trong những kỷ niệm, hoặc là Bờ Hồ, cái chặng đường mà đi từ Nhà Hát Tuổi Trẻ lên đến Bờ Hồ. Thì Phương nghĩ tất cả những cái góc phố, những con đường, những cái kỷ niệm, hoặc là những nhỏ nhỏ một chút như thế này thôi, gợi lại cho Phương nhiều kỷ niệm. Thậm chí Phương nghĩ rằng là hy vọng khán giả
những người đang thưởng thức tác phẩm âm nhạc này, MV này sẽ thấy rất nhiều ký ức, kỷ niệm của chính họ ở trong đấy. Cái này người ta gọi là cái đài, là từng gọi là cái bé nhiều.